Kính thưa quý vị, trước tình trạng siết giấy đi đường trong thời gian giãn cách, nhiều doanh nghiệp mong muốn là nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Thủ tướng và các cơ quan liên quan xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động đi lại cấp thiết của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để duy trì sản xuất và xuất khẩu. Theo phản ánh từ đại diện Ban Quản lý Khu Công nghiệp Cát Lái, hiện có tổng cộng 70 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó có 21 doanh nghiệp sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ thì được cấp một giấy đi đường. Còn lại 50 doanh nghiệp chủ yếu làm kho bãi, trung chuyển hàng hóa như thuốc men, thực phẩm cho các chuỗi siêu thị trong nội thành thì đến nay vẫn chưa được cấp giấy thông hành. Ngày thứ 3 thì là 9 ngày rồi, chỉ có là mỗi việc duy nhất là đi năn nỉ, thì chỉ đi nộp hồ sơ xin cấp giấy đi đường thôi, mà ông nộp từ Sở Công Thương, xuống tới Hép Gia, xuống tới Phòng Kinh tế Thủ Đức, Phòng Kinh tế Thủ Đức quay về lên lại Sở Công Thương qua Công an thành phố, tùm lum tà la hết giờ, tới giờ có mấy chục ông chưa được cấp giấy nào. Để không bị gián đoạn công việc, công ty này đã phải bấm bụng trả một khoản phí rất cao để vận chuyển vài kg hàng hóa xuất khẩu. Mình có thể thuê mấy cái người mà có giấy đi đường của mấy công ty như là VNPT, Bưu Điện á, hoặc là 247 á, chỉ có một cái anh là có giấy đi đường đàng hoàng đại diện cho công ty đó chạy, nhưng mà họ lấy tiền cá nhân á, từ quận 12 mà tới quận 2 bên công ty em mà một chặng vậy mà họ lấy 600 ngàn cuốc giao hàng á. Còn công ty này đang duy trì hoạt động theo mô hình 3 tại chỗ. Hàng ngày, họ cần tối thiểu 59 giấy đi đường để giao hàng cho 838 đại lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến hôm nay, công ty cũng chỉ được cấp duy nhất một tờ giấy ra đường. Từ nhà phân phối không có giấy phép để đi thì không cách gì cái sản phẩm thiết yếu của mình đến tay được người tiêu dùng. Từ đây bây giờ công ty anh có đi phân phối được không? Cái nước này giống như ga, những cái gì cả, giống ga này nấu ăn. Ở một khía cạnh khác, sau một thời gian dài, người lao động làm việc trong trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập, đã nảy sinh tâm sinh lý bất ổn, muốn về nhà. Nhưng công ty cũng không thể giải quyết vì vướng cái giấy đi đường. Bởi vì nhà họ muốn đi về thì không, cũng không giải quyết được cái giấy đi đường để cho họ có thể về địa phương cư trú. Mặc dù là trước khi họ về là bên em có xét nghiệm mà kết quả âm tính, làm theo đúng quy trình rồi, nhưng mà nhân viên họ không được giải quyết để có thể về địa phương cư trú. Các hiệp hội ngành hàng cùng thống nhất và xin đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành sớm có hướng dẫn cụ thể về đầu mối liên hệ cấp phát giấy đi đường, tăng cường thêm số lượng người xử lý hồ sơ cho các doanh nghiệp, có phương thức hợp lý hơn trong việc cấp phát giấy để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hiệp hội ngành hàng sẽ là đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc lập danh sách doanh nghiệp là hội viên có nhu cầu xin cấp giấy đi đường, gửi cho cơ quan quản lý nhằm giảm tải và bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong sản xuất, nếu chỉ thiếu một nguyên liệu nhỏ cũng không thể tạo ra thành phẩm. Việc đứt gãy nguồn cung ứng nguyên phụ liệu trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến và đi các địa bàn giãn cách xã hội cũng đang tạo thêm nhiều đứt gãy về đơn hàng, đẩy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đứng trước nguy cơ bị phá sản. Sở hữu nhiều đơn hàng xuất khẩu từ nay đến cuối năm, dệt may cũng là ngành bị ảnh hưởng lớn bởi đứt gãy sản xuất do thiếu hụt nguồn nguyên liệu. Chúng ta sản xuất một cái sản phẩm là cái áo, nếu như bất kể thiếu hạt nút thôi cũng không thể xuất được. Cho nên là cái lượng dự trữ ở trong kho để sản xuất cho một ngày 30.000, những sản phẩm mà chúng tôi làm thì nó đã hết, trong khoảng một tuần thì không còn sản phẩm nữa. Còn những nguyên liệu đầu bộ nữa, và cũng lấy là một cái khó khăn. Khách hàng tập đoàn Lai Kỳ giờ nó rút của doanh nghiệp chúng tôi, nó rút một cái đơn hàng 100 triệu đô la Mỹ cũng chỉ thị 16. Còn với địa phương thì có những địa phương tạo điều kiện để cho cái phát triển mở, còn có những cái địa phương gắn toàn bộ khóa chặt luôn, tôi cho rằng cần phải tháo gỡ, cần hơn cái này. Với lĩnh vực điện tử, thiệt hại còn lớn hơn, nhất là nhiều nhà cung ứng lớn đã chuyển đơn sang nước thứ ba hoặc tạm dừng sản xuất trong nước. Tại nhiều doanh nghiệp làm linh kiện cho các hãng lớn như Samsung, Panasonic, đơn hàng đã giảm. Cái chuỗi cung ứng của Hon Hai mà là nhà sản xuất hợp đồng lớn nhất của Apple cũng đang đi tìm kiếm và chuyển đổi các cái đơn gia công sang các cái thị trường xung quanh như là Trung Quốc hoặc là các nước khác. Và hãng Samsung cũng vậy, đã báo cáo suy giảm cái vị trí đứng đầu của điện thoại di động trên thế giới.
cũng chỉ vì là cái cứ điểm sản xuất ở Việt Nam là bị hạn chế và nhà máy phải đóng cửa trong một thời gian. Nếu mà các cái khu vực, cái đơn vị cung cấp nguyên liệu hoặc là nơi mà cái khách hàng tiếp nhận cái sản phẩm chúng tôi mà có ảnh hưởng về dịch bệnh thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Chúng tôi cũng mới sản xuất trở lại được khoảng 1.5 tháng, bởi vì cái khu vực Bắc Ninh và Bắc Giang thì thời gian vừa rồi mới bắt đầu sản xuất trở lại. Còn với ngành xuất khẩu thủy sản, khu vực phía Nam đang chiếm 70% tổng lượng sản xuất của toàn ngành. Việc tạm dừng sản xuất đã khiến công suất thị trường chỉ còn 50%. Khi mà phải ngưng lại như vậy thì chúng tôi đang có một cái tính toán sơ bộ và đã thấy rõ là khoảng 50% giảm. Cái điều đấy nó còn kéo theo một cái hệ lụy, đó là đến vụ sau. Hiện nay khi đã không bắt được cá lên, cá đã quá lứa hoặc tôm cũng vậy, thì cái vụ sau nó còn hệ lụy nữa, cái chuyện là chúng ta sẽ không có cái sản xuất của phía trước của bà con nông ngư dân. 8 tháng đầu năm, cả nước có 85.000 doanh nghiệp phá sản dừng hoạt động. Trung bình mỗi ngày có tới 354 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 1/3 trong số này đến từ thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, nơi đã áp dụng chỉ thị 16 trong một thời gian dài. Nếu không có những giải pháp căn cơ về lưu thông, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, thì số doanh nghiệp phá sản dừng hoạt động sẽ không nằm ở những con số này. Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng luồng xanh, ứng dụng mã QR trong quản lý vận tải, ứng phó với tình trạng ùn tắc và đứt gãy chuỗi cung ứng khi các địa phương siết chặt kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều địa phương đưa ra những quy định riêng làm khó cho việc lưu thông. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phải vào cuộc để tháo gỡ với mục tiêu khơi thông mọi luồng hàng hóa là nhiệm vụ hàng đầu. Điều quan trọng trong giai đoạn này đó là sự thống nhất trong hành động. Việc các địa phương đưa ra quy định riêng làm khó cho vận tải hàng hóa đã xảy ra trong 2 tháng qua. Nơi nào gây khó thì ngay lập tức Bộ Giao thông Vận tải đã cùng phối hợp tháo gỡ. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã đi ngược lại với chỉ đạo thống nhất của Chính phủ thì đây là việc không bình thường. Có thể hiểu, với chia sẻ của những địa phương này đều có cái khó trong kiểm soát dịch bệnh, nhưng việc chú trọng vào kiểm soát dịch bệnh máy móc mà quên đi việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thì cần phải xem xét lại. Bên cạnh cái mặt tích cực, hiệu quả thì cũng đã xảy ra những cái tình hình bất cập. Ví dụ như là việc mà chúng ta tổ chức giao thông trước và tại chốt, cũng như là cái phương án tổ chức giao thông trong cái địa bàn mà chúng ta áp dụng các phương án phòng chống dịch bệnh khác nhau, nó cũng chưa thực sự thống nhất, chưa thực sự hiệu quả. Dẫn đến là có những cái sự khác biệt về việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh tại chốt, các phương án tổ chức giao thông và đặc biệt là những cái nội dung kiểm soát dịch bệnh đối với người, đối với phương tiện qua các chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cả cấp xã. Hàng loạt cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong lưu thông hàng hóa được Chính phủ tổ chức nhằm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải đã nêu thẳng các địa phương gây khó cho vận tải như Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Bạc Liêu, Hải Phòng. Những địa phương này đưa ra các quyết định trái với chỉ đạo của Chính phủ. Phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở Giao thông Hải Phòng không tham mưu kịp thời cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng dẫn đến ùn ứ kéo dài. Thành phố Hải Phòng vi phạm tới 3 lần, mà đây là cái cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa ở cả miền Bắc. Nếu các đồng chí mà kiểm tra như thế đó, thì hàng hóa sẽ ứ động, doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian, tốn nhiều chi phí. Trong tất cả cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ không có bất cứ một cái kết luận nào mà chúng ta hạn chế lưu thông hàng hóa. Luôn luôn phải đảm bảo lưu thông hàng hóa, mà hàng hóa đây bao gồm tất cả thiết yếu và không thiết yếu như các đồng chí cũng đã nói. Một chính sách đưa ra của Chính phủ là phải thực hiện nhất quán, còn có thể là chỗ này chỗ kia thấy nó còn vướng mắc thì các đồng chí đề xuất rồi chúng ta điều chỉnh dần, chứ không tự ý làm mình. Khi một chính sách Chính phủ đưa ra có thể đúng có thể sai, vì có thể mình chưa tính toán hết được, thế nhưng mà có cái gì vướng thì đề nghị các đồng chí phản ánh, chứ không nên có lại có một cái giấy phép con nữa. Dứt khoát là thế này là không được. Để đảm bảo lưu thông hàng hóa, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã bắt đầu vận hành hệ thống phần mềm đăng ký QR code, luồng xanh tự động hóa. Doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện tự kê khai hồ sơ, kê khai thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai. Khi đã khai xong tất cả, hệ thống sẽ tiến hành cấp QR code tự động. Phần mềm này sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính và xóa các kẽ hở tạo tiêu cực trong quản lý luồng xanh này
như thời gian qua. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, lưu thông hàng hóa sẽ được thuận lợi, góp phần đảm bảo chuỗi sản xuất ổn định trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ngay từ khi các địa phương áp dụng chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, lập các chốt kiểm soát y tế, việc lưu thông vận tải cũng đã bị tắc nghẽn khó khăn. Trước thực tế này, hơn 2 tháng qua, Bộ Giao thông Vận tải đã xác lập luồng xanh ưu tiên cho vận tải hàng hóa. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cũng đã quy định rõ về việc đảm bảo thuận lợi cho lưu thông vận chuyển hàng hóa trong thời gian giãn cách vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số địa phương lại đưa ra những quy định riêng khiến cho hoạt động vận tải hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Ngày 23 tháng 8, Cần Thơ thiết lập bãi trung chuyển hàng hóa, bắt buộc các phương tiện phải đổi tài xế hoặc sang hàng để có thể chở hàng vào địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngay sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Cần Thơ phải dừng ngay quy định trái với chỉ đạo Chính phủ về lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, trong nhiều ngày, thành phố Cần Thơ vẫn giữ nguyên quan điểm kiểm soát theo quy định riêng của mình. Quy định này đã gây ùn ứ phương tiện ở các cửa ngõ thành phố và các điểm tập kết hàng. Tụi anh có đầy đủ giấy test luồng xanh của Bộ Giao thông Vận tải cấp. Mà giờ tụi anh muốn vô cái đường tránh của thành phố Cần Thơ để đi qua bên An Giang đó, đi cũng không cho đi. Mà bây giờ tụi anh nằm từ hồi tối hôm qua tới giờ rồi, quá khổ rồi, giờ không có đi đâu được hết. Mà muốn xuống hàng cũng được, mà xả hàng xuống cũng không cho luôn. Mà giờ cần xe để sang hàng cũng không có xe nữa, ăn uống thì không có. Báo đài thông báo với anh là có thủ tướng gì đó việc để cho xe dễ dàng đi vô thành phố, tạo điều kiện cho anh em ta làm ăn cho nó dễ, mà anh vô đây càng thấy lúc càng khó. Bây giờ nó muốn làm sao á cho lãnh đạo của thành phố Cần Thơ á hoặc là ủy ban giải quyết cách nào nhanh lẹ để cho thà nếu mà cấm là cấm luôn, cấm tuyệt đối không cho xe đi di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh kia để tụi anh còn biết đường để tụi anh xử lý. Trở lại các chỉ đạo của Chính phủ về đảm bảo lưu thông hàng hóa, ngày 27 tháng 5, Chính phủ có văn bản số 1015 yêu cầu các bộ, ủy ban nhân dân các địa phương không thực hiện kiểm tra xe chở hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm đã được dán giấy nhận diện có QR code trên các tuyến đường từ cao tốc đến đường liên huyện. Việc kiểm tra các phương tiện trên chỉ thực hiện tại điểm giao nhận hàng hóa. Ngày 29 tháng 7, Văn phòng Chính phủ lại có văn bản số 5187 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành không kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch với xe có giấy nhận diện có QR code, còn thời hạn vận chuyển hàng hóa, trừ hàng cấm trên tất cả các đường cao tốc, đường liên huyện, đô thị. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Bộ Y tế có văn bản số 5753 quy định tài xế từ khu vực giãn cách theo chỉ thị 16 sang khu vực đang áp dụng cấp độ phòng dịch thấp hơn thì phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong 72 giờ. Mặc dù vậy, nhiều địa phương vẫn tự đặt ra những quy định riêng làm khó cho vận tải. Nhiều tỉnh chỉ chấp nhận tài xế có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp real-time PCR, không chấp nhận kết quả test nhanh. Chỉ chấp nhận giá trị có giấy xét nghiệm trong 48 giờ thay vì 72 giờ. Bắt xe đăng ký trước khi đến địa phương. Cần Thơ lập điểm trung chuyển, xe và tài xế đủ điều kiện kiểm dịch được cấp mã QR code, chở hàng đến hay quá cảnh Cần Thơ đều phải vào chỗ tập kết, sang tải, lên xe do Cần Thơ bố trí, trở về điểm giao hàng. Một số địa phương yêu cầu tài xế có giấy xét nghiệm có hiệu lực vẫn phải test nhanh trước khi thông qua địa bàn. Chúng tôi rất mong muốn các cái địa phương đấy là phải thực hiện một cách thống nhất và nghiêm túc tất cả những cái quy định gì mà Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã có cái ban hành và hướng dẫn. Thế còn về phía địa phương thì cũng không nên đưa thêm những cái điều kiện rồi những cái quy định, nó sẽ làm rất khó cho các doanh nghiệp vận tải khi mà anh em lưu thông ở trên đường. Và cái việc mà nó khó đó đấy, thì nó cũng làm tăng thêm chi phí, nó làm gián đoạn cái nguồn cung ứng hàng hóa, và cái đó nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc đảm bảo đời sống của người dân cũng như là cái hoạt động sản xuất ở các địa phương. Việc chỉ đạo thông suốt, xóa bỏ những rào cản, những tồn tại khiến cho lưu thông hàng hóa bị cản trở đã nhận được sự đồng tình của các chủ hàng, của các doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, một số địa phương cứng nhắc trong quá trình kiểm tra, thậm chí là đẻ thêm nhiều quy định làm khó tài xế, chủ hàng. Hệ quả của sự thiếu thống nhất trên thông, dưới tắc đã khiến cho chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, giá vật tư, vật liệu tăng cao. Liên quan đến vấn đề này,
Nhiều chuyên gia đã nhận định việc các địa phương ra văn bản thiếu đồng nhất, ngay cả hàng hóa phục vụ chống dịch mà còn bị ngăn cản thì rõ ràng là có vấn đề rất lớn. Lãnh đạo các địa phương cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý kỷ luật nếu cần thiết. Mới đây nhất vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 1570 hướng dẫn tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu các địa phương không đẻ thêm các văn bản và giấy phép con, rà soát lại, giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp, hàng hóa vận chuyển, ưu tiên tiêm vaccine cho tài xế. Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa liên tỉnh khi đã có mã QR thì không cần cấp giấy đi đường. Đồng thời yêu cầu phải bỏ điểm trung chuyển hàng hóa liên tỉnh.